cả nhà hello táo bào. Thật sự nó nứt luôn, thật sự là không muốn hái, nắng quá. Ngon, nước không à. Nắng quá mà được vậy là phước rồi. Nó chín đỏ hết rồi. Đúng ra em cũng làm biếng. Nóng quá không ai làm xiên hết á, ai cũng muốn nghỉ cho khỏe. Thôi em thấy nó rụng quá, tiếc quá bẻ. Nóng lắm, nhiệt độ bên đây 108, 107 là 42 độ. 42, 43 độ C đó. Nghe nó lủng lẳng thấy thương không? Nếu ai ở gần lại em đưa cho mớ ăn. Nó ngọt lắm. Thật sự nhà cũng ăn nhiều đâu, này chắc cũng làm quà đi. Nó chín vừa tới ăn mới ngon chứ đừng để đỏ quá. Nhưng mấy cái này rất là ngọt. Nếu mà ai hảo táo tàu, em thì em cũng hảo lắm. Rồi này trồng nhỏ vui rồi. Tính than nhiều lắm. Cái này em rặt lát chắc cũng rổ đầy. Thì đây cái nhánh nó thiều xuống rồi. Thôi bẻ hết luôn đi chứ giờ nó không bẻ không có quằn xuống bẻ một lần nữa đâu. Thì cái này ăn được hết rồi. Lớn nhỏ gì nó cũng vàng hết. Phải nói năm nay nắng một tháng trời rồi chưa có miếng mưa nào hết mà đóng trên 100 độ. Cho nhánh này mấy trái này lặt luôn cho rồi, nhánh này hết rồi cho lên lại, cái này nhỏ không à, nhỏ bỏ luôn. Ok, cao quá phải dùng tới cái dụng cụ này nè. Này hái cũng thú vị lắm, bà con nào mà nếu móc vô móc rớt này, thấy không? Thấy bự nè, wow, thấy là bự. Rớt trên đó rồi kìa, có ơn thấy thương không? Lát gom đó, gom về dậu. Nếu ai mà cao quá không bẻ thới thì dùng cái móc này nha. Quá nhiều luôn. Có cái chiều mới nha. Rồi bắt đầu nha. Có lý á. Còn nguyên à. Lì thì tức chứ, rồi đó rồi. Hết cây luôn rồi. Stop, man.
Đây cái lưỡi này thôi. Hả? Đây cái lưỡi này. À, còn mấy nhánh nữa. Bẻ cái này có lý à. Rồi, đổi nhánh rồi. Hai nhánh nè. Hai nhánh nó đổi thang không? Thôi. Hả? Kéo về được không? Được. Mấy ơi đang quay phim. Quay thì có người tham quan chứ. Tham quan mà mấy ơi nói chuyện rồi. Có cái rộ này, này. Ok, một thùng nữa nè. Chắc này vô lượm. Rung nãy giờ được 3 rổ. Rớt lạch bạch lạch bạch. Cái này 866 nha. Rất là ngọt, nước nhiều lắm. Để em ăn thử một cái cho quý vị xem. Em ăn được 866 của em này, em thử à. Trúng cái trái nó hơi ngọt. Cái này dừa nè. Trái này ngon nữa không? Nè. Đặt ruột mà nước có nước cho hơi thì chết không dám lình đi ràn. Thật là ngọt. Uống bye. Ok bye.